Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết hàng ngàn người biểu tình đã phản đối biến đổi khí hậu ở tại Brussels. Hàng ngàn người, hầu hết đều là các nhà đấu tranh bảo vệ môi trường, vào Chủ nhật ngày 23 tháng 10 đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thủ đô Brussels của Mỹ để kêu gọi cộng đồng thế giới nhanh chóng đưa ra giải pháp đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu trước thềm hội nghị COP27 do Liên Hiệp Quốc chủ tọa tại Ai Cập. Ban tổ chức phong trào tuần hành thường niên này cho biết tình trạng nắng nóng kỷ lục và hạn hán triền miên ở Âu Châu là dấu hiệu cho thấy môi trường hiện đang bị đe dọa và cuộc khủng hoảng khí hậu cần phải chấm dứt ngay lập tức. Đài truyền hình RTL TVI của Mỹ ước tính có khoảng 25.000 người đã tham gia biểu tình về phía các văn phòng của Liên minh Âu Châu. Người tị nạn đến từ Kherson sẽ được đưa đến thị trấn do Nga kiểm soát. Những người di tản của thành phố Kherson thuộc mạn nam của Ukraine vào ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 10 đã được phà chở băng qua sông Dnipro để đến thị trấn Oleski do Nga kiểm soát, trong bối cảnh Moscow đang tiếp tục đưa người ra khỏi các khu vực bị chiến cuộc tàn phá, sau khi có thông tin cho rằng Ukraine sẽ sớm tái chiếm tại Kherson. Nhiều người được xe bus, trường học đưa ra khỏi thành phố. Kherson trong suốt thời gian qua đã bị Nga kiểm soát, tuy nhiên quân đội Ukraine vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đồng thời nỗ lực giành lại khu vực nêu trên. Lãnh đạo do Nga bổ nhiệm Kherson nói rằng Nga đang dự định di tản 10.000 người mỗi ngày với hy vọng không có ai bị liên lụy trong cuộc chiến. Hai phi công bị thiệt mạng sau khi chiến đấu cơ của Nga rơi xuống từ Gia tại Siberia. Một chiếc phi cơ quân sự của Nga vào Chủ nhật 23 tháng 10 đã bất ngờ gặp nạn và sau đó lao xuống nhà dân tại thành phố Irkutsk thuộc tỉnh Siberia, khiến cho hai viên phi công bị thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn hàng không thứ nhì được ghi nhận trong vòng một tuần lễ liên quan tới dòng chiến đấu cơ Sukhoi. Trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Telegram, thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobas cho biết phi cơ đã rơi trúng tòa nhà 2 tầng trong thành phố và gây ra hỏa hoạn lớn. Các nhân viên chữa cháy hiện tại vẫn đang dọn dẹp đống đổ nát này và không có ai trên mặt đất bị thương vong. Costa Rica cho biết phi cơ chở người Đức có thể đã rơi xuống đại dương. Giới chức trách của Costa Rica vào ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 10 cho biết, chiếc phi cơ chở theo danh gia người Đức là Rainer Schottler và gia đình có thể đã bị rơi xuống biển. Xác máy bay đã được tìm thấy vào sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 10, cách phi trường Le Mans khoảng 17 dặm. Hầu hết các bộ phận của phi cơ và hành lý đều đã được mang về điều tra với mong muốn mau sớm tìm ra xác của những nạn nhân kém may mắn. Rainer Schottler, 53 tuổi, là sáng lập viên của hệ thống phòng tập thể thao Morpheus ở Đức Quốc. Cùng đi với ông trên chuyến bay này còn có một người phụ nữ 44 tuổi, một người đàn ông 40 tuổi và hai trẻ nhỏ. Phi công được xác nhận mang quốc tịch Thụy Sĩ. Thông tin về chiếc phi cơ mất tích đã được báo cho chính quyền Costa Rica vào tối thứ Sáu tuần lễ vừa qua. Biểu tình chống chính phủ Iran tại Stockholm, hàng trăm người đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thành phố Stockholm của Thụy Điển vào Chủ nhật 23 tháng 10 để lên án chính phủ Iran và đồng thời hy vọng lãnh đạo Hồi giáo tối cao của nước này là ông Khamenei mau sớm bị mất mạng. Như hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy, cảnh tượng người tham gia tuần hành mang theo cờ đại diện cho vùng East Kurdistan cũng như biểu tượng của các tổ chức bảo vệ phụ nữ. Mà xuống đường đã bắt đầu nổ ra cách đây 6 tuần lễ sau cái chết của thiếu nữ người Kurd 22 tuổi Mahsa Amini từng bị bắt tại Iran vì tội danh không che khăn trùm đầu hijab. Biểu tình sau đó đã lan rộng ra các quốc gia trên thế giới, điển hình như ở tại Âu Châu. Tổng thống Brazil lên án người đồng nhiệm Pháp và Colombia. Đương kim Tổng thống Brazil là Jair Bolsonaro vào ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 10 đã đích thân tham dự một buổi tranh luận trên đài truyền hình trước thềm vòng bầu cử thứ nhì đã được ấn định diễn ra trong ngày 30 tháng 10 sắp tới. Và đối thủ của ông Bolsonaro, tức là cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, đã từ chối góp mặt vào sự kiện này, vốn được tổ chức tại phòng thu Record ở Sao Paulo. Trong một phát biểu đưa ra trước mọi người, thì ông Bolsonaro đã cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hành vi vu khống khi liên tục chỉ trích các vấn đề môi trường ở Brazil chỉ vì hai quốc gia đang cạnh tranh với nhau trong lĩnh vực nông nghiệp. Bản tin Á Châu cho biết phi cơ của Korean Air bị trượt khỏi phi đạo tại Philippines nhưng không có báo cáo về số người bị thương vong. Một chiếc phi cơ thương mại của hãng hàng không Korean Air chở theo 173 hành khách và các thành viên phi hành đoàn vào Chủ nhật 23 tháng 10 đã bị trượt khỏi phi đạo tại Philippines vì tình trạng thời tiết xấu, nhưng cho tới nay vẫn chưa có báo cáo về số người bị thương vong. Vụ việc xảy ra tại thành phố Lapu-Lapu thuộc tỉnh Cebu.
trước khi tiếp đất phi cơ từng cố hạ cánh ít nhất 2 lần. Toàn bộ hành khách đã được hộ tống tới nghỉ ngơi tại 3 khách sạn tại địa phương trong lúc chờ những chuyến bay khác. Máy bay được xác nhận thuộc dòng A330-300 do công ty Airbus cung cấp cho Nam Hàn. Nhiều chuyến bay khác ra vào thành phố Cebu đã buộc phải chuyển hướng vì sự việc nêu trên.